Ok, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của tôi nha. Đó thì hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn một cái nghề, đây là gọi là nghề truyền thống đó cô nhỉ. Táo hả? Đó, cái này các bạn biết là cái gì không? Cái này là đan chanh đúng không cô? Đan chanh. Mà nhưng mà cái này là có gì vậy cô? Có chanh nhỉ? Chanh như, nhà. Như hồi xưa ở quê con á, người ta không có đan bằng cái này mà người ta đan bằng cái cây lúa á, cô. Cây hôm. Dạ. Người ta đan bằng lúa luôn đó. Đan bằng rơm. Đó, thì cái rơm khi mà mình tách hạt ra rồi còn cái rơm còn lại đó là mình đan đó. Đó đây này các bạn này. Đó. Ở đây là đan rất là nhiều nha các bạn. Nếu như mà ai có nhu cầu mua những cái chanh này á, thì mình đến tìm gặp và đặt mua nha các bạn. Thì cái địa chỉ ở đây là, nói chung ở đây là mé ngoài này là quốc lộ 22 này các bạn này. Đây đó. Đâu cô? Đâu à cô? À mé ngoài này có luôn hả? Đó đây có địa chỉ luôn các bạn này. Đó. Đó, đây là địa chỉ của ở chỗ đan chanh này các bạn này. Địa điểm mà đan chanh nha các bạn. Nó tại đây cung cấp xỉ và lẻ chanh lá, chanh lợp nhà này các bạn này. Đó, đây nha các bạn. Đây còn cái card visit nữa này các bạn này. Đó, đây là số điện thoại này các bạn ơi. Đó, nếu ai có nhu cầu đặt chanh thì cứ liên hệ nha các bạn. Người ta sẽ giao miễn phí tại nhà cho các bạn nha. Đó, đây là địa chỉ chính xác nha các bạn. Số điện thoại đó. Thì mé trên này là hướng về Củ Chi này. Còn mé dưới này là hướng về Sài Gòn các bạn ạ. Đó, đây này các bạn có thể thấy này. Đó, ở đây đàn rất là nhiều các bạn ạ. Đó, các cô các cô chú ở đây đang làm rất là nhiều các bạn ạ. Đây cái nghề này mình làm bao nhiêu năm rồi cô? Mấy chục năm rồi. 30-40 năm rồi. 30-40 năm rồi hả cô? Lâu lắm, ta làm nhiều nào giờ bán rồi. Ngày bán hồi trước giải phóng ta. Từ trước giải phóng luôn đó hả cô? Sao giải phóng hồi trước giải phóng ta? Bán hồi nào giờ nói chung là lâu lắm, biết là lâu lắm đó. À dạ. Nói chung cái này nó giống kiểu như là nghề gia truyền luôn rồi đó cô hả? Nghề truyền thống mà. À, dạ. Giờ đan vậy là nghề truyền thống nè. Mấy ông mà đi quay phim lên là sợ thất truyền á, mà không ra quay dữ lắm. Không, nó quay cho nó có hồi xưa giờ này muốn thất truyền đâu còn gì nữa. Dạ dạ. Tại vì bây giờ người ta nhà người ta đủ tấm với là lực. Rồi, cái này giờ biết sao không? Giờ ta bán resort, bán dạ. Nhà hàng. Dạ. Vô họ ở. Họ mát mẻ, họ mê. Dạ. Nhà mình cất giải đâu. Dạ. Giờ ai có tiền ta mới cất nhà này nè. Vâng. Ngồi cho mát nhậu nhẹ. Đúng rồi, cái này mình cất lên là rất là mát luôn. Chứ còn nhà từ nhà tôn rồi giờ hết mê rồi. Đó đây này các bạn này. Này giờ ta cất dữ lắm. Nhưng mà con thấy hình như đây mình đan một tấm như vậy là khoảng bao nhiêu mét cô? 6 mét à? Cây kè có không cây răng nữa kè rồi có tranh. Tâm nữa kìa. À dạ. Các loại chanh. Đủ các loại chanh luôn đúng không ạ? Cái này là gọi là con miên á. Này là con miên nó bẻ đầu vậy nè. À. Này gọi là, ở đây gọi là con miên. Nó mới bẻ đầu. Trên kia đang như vậy cái hôm vô đang như ở ngoài quê mình đang rơm á. Dạ. Cái hôm. Đó đây này các bạn này. Cô chú ở đây, đan ở đây thì lớn thì cũng nói chung là cũng lớn tuổi đó. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 60 à? Dạ. Đó các bạn có thể thấy đây là đúng là nghề truyền thống luôn đó các bạn. Dạ. Con đăng 2-3 kênh lận cô ạ. Con kênh của con là một kênh là Tú Vlog với là một kênh là Phạm Dũng. Rồi Phạm Dũng Vlog, nói chung con đăng lên 2-3 kênh lận kia.
Dạ, nói chung là cô cứ kiếm vô Phạm Dũng là dễ nhất. Phạm Dũng. Đó đây này các bạn này. Một tấm vậy là 6 mét nha các bạn. Dạ. Đó đây chú đang làm đây bên đây này các bạn này. Tôi đang bị đi nã quay bắt luôn à. Chú giỡn hoài. Trốn lệnh gì nã. Trốn lệnh gì nã à? Không đưa lên nó biết chỗ lại bắt liền để chết. Đây là người nhà mình làm không hả cô? Dạ. Ở đây nữa này, cô đang đan nữa này các bạn này. Dạ. Đó hồi nãy tôi có, nếu như mà những ai có nhu cầu mua tranh ấy, thì hồi nãy lúc đầu ấy, thì tôi có quay cái địa chỉ cho các bạn đó và có số điện thoại đó. Những ai có nhu cầu thì cứ liên hệ đặt hàng nha. Đó đây này, trong đây còn rất chi là nhiều tranh nha các bạn. Đây này, những đây là thành phẩm bên đây này các bạn này. Đó đây này. Đó đây là thành phẩm bên này. Đây là loại 1m2 nha các bạn. Đó, rất chi là nhiều luôn các bạn ơi. Đó, trong đây rất chi là nhiều thành phẩm nha các bạn. Mọi người nói chung là muốn đặt hàng bao nhiêu cũng có luôn đó. Đó. Thấy chưa? Rất chi là nhiều. Đây nha mọi người ơi. Nói chung cái nghề này cũng gần như là gọi là gần thất truyền luôn đó các bạn ạ. Bây giờ người ta làm nhà toàn là đổ bê tông với là đổ mái với là lợp tôn rồi không à các bạn, hoặc là lợp ngói rồi không à. Nhưng mà mọi người không có biết đó là lợp, chính lợp tranh này rất chi là mát các bạn. Nhà mà lợp tranh mát lắm. Mát cực kỳ luôn, mát hơn nhà tôn hoặc lợp tôn hoặc là ấy nhiều. Đó. Đây những người làm đan tranh này thì đa phần đều là lớn hết rồi các bạn. Toàn năm mấy 60 hoặc hơn 60 không ạ. Đó đây này. Cái này mình có phải đi mua không cô? Hay là mua hết. Dạ. Mình không có tự sản xuất được gì nữa. Từ mua rồi phải mướn người cắt về, trở về nữa. Dạ. Nó về còn phải rũ ra, phơi khô rồi còn phải rũ ra kìa các bạn. Đó. Cái ranh này chưa đủ nè, nó như chùa ôn, chú ôn mình đi, chú ôn, như đồ điên. Nó là bán cho tập con chó. Cho canh vinh xây nhiên. Dạ. Còn quan tâm sao chết là còn đây chết lại lần nữa. Nó nói ra chưa. Đó là đồ nguyên xây đó. Dạ. Chú nguyên xây này là có. Chú ôn gọi là chú ôn. Chú ôn. Đó, các bạn thấy ở đây có bà, có chú kia và có cô. Và cô này là đan, còn cô này là rú thôi. Cô là chỉ có nhiệm vụ là rú tranh ra thôi hả cô? Đó. Tranh của cô nó đẹp lắm, còn tranh của người ta mấy người ngoài đánh nó dơ lắm. Dạ. Cô có đi du lịch, cô lấy cái tranh dơ lắm. Ý là cái lúc mà người ta đánh ra nó không có sạch hả cô? Hay sao? Như sao đó, ta banh ra ta đánh ta không có rũ gì cô à. Còn cái này là mình còn rũ, mình tóc những cái lá ria xung quanh đi đúng không? Lá
nhiên người ta đánh nguyên si như vậy á. Ừ. Nó trong này là những cái này là chưa có rũ ra này các bạn này. Nó đang còn nguyên luôn đó. Là nhìn nó bù sa bù xù vậy đó. Dạ. 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 Đó, bạn thấy chưa? Một ngày như vậy thì mình đan được khoảng bao nhiêu mét cô? Một như một tấm này là 3 mét hả? 6 mét, một cung này là 3 mét. Dạ. Yeah. 6 mét. Ủa mà 15 hết rồi cả. Đâu? Đó đây này các bạn này. Con 16 nghỉ được rồi. Hai bác làm phim. Chưa. Có nhiều con thấy có nhiều chỗ người ta đan cái chanh này mà đan chanh bằng cái rơm khô á. Người ta không có đan bằng dây kiểu đây giống như mình nhá mà người ta. Đúng rồi. Đó người ta chẻ cây, người ta kẹp chẻ cây á chứ không phải là đan kiểu này. Dạ. Cái này nó mất tiền hơn cái kia, tấm kia có 6 ngàn. Cái này là treo nó mình rớt, còn cái kia lọt bí cho nó xúc. Dạ. Đây là bằng dây run luôn hả cô? Dây cứ dây dù, còn những cái dây này chắc lắm. Đây này các bạn này. Đó đây này, các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Đấy. Như nhiều người ở như nhiều người người ta đâu có biết cái này để làm gì luôn đó cô ạ. Có nhiều người người ta không biết đan cái này để làm gì luôn á. Còn giờ đi vô hết nhà hàng rồi thì sọt hay là quán cà phê. Dạ. Rồi nó phun BU lên nó đẹp như gỗ ạ. À. Dạ. Đó nhà lợp đó thấy chưa? Đó nhà lợp đó. Đó đây này các bạn này. Đó mấy ngoài kia nhà cô có lợp luôn kìa các bạn kìa. Giờ người ta dọn dưới lên trên cho người ta thấy. Đó đây nha các bạn ơi. Đó nhà cô thì có lợp luôn này, có nguyên một cái khu này lợp luôn này các bạn này. Khu ống địa rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó đây này các bạn này. Đó các bạn có thể thấy là nhà cô lợp nhìn rất là đẹp, rất là kín và mát luôn nha các bạn. Ở ngoài này này là máy tôn này đi ra rất là nóng mà bước vô đây cái mát liền luôn các bạn ạ. Bước sang bên này là mát hẳn luôn đó. Đó các bạn thấy chưa? Đó. Kín bưng luôn. Nhìn từng sớ rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó. Đẹp lắm các bạn ơi. Mà rất chỉ là mát luôn. Đó. Nếu như những bạn nào xem được clip này, nếu mà có nhu cầu đặt chanh thì các bạn cứ liên hệ nha các bạn. Đó thì hôm nay tôi đi trên đường thì tôi cũng gặp thì tôi review cho các bạn xem cái làng nghề truyền thống của người dân Việt Nam mình các bạn ạ. Nói chung thì tôi cũng xin phép dừng cái clip này ở đây nha các bạn. Còn nếu như bạn nào có nhu cầu đặt chanh thì các bạn cứ liên hệ nha. Đó đây này.
Nó đầy này rất là nhiều chanh các bạn ạ. Thôi tôi xin phép kết thúc cái video này ở đây nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của tôi nha.